Thưa quý vị và bà con, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp khó lường và sự xuống cấp theo thời gian, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến mất an toàn đập, hồ chứa nước. Để đảm bảo an toàn đối với các đập, hồ chứa quy mô lớn, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, chủ động xây dựng phương án ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thuộc hệ thống bậc thang thủy điện trên sông Ba, công trình thủy điện An Khê Ca Nác có hai hồ chứa gồm hồ Ca Nác có dung tích hữu ích 285 triệu mét khối và hồ An Khê 5,6 triệu mét khối. Nhận định năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, công ty thủy điện An Khê Ca Nác đã tăng cường việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, công trình nhằm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tổ chức diễn tập xả lũ nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các cái phương tiện, vật tư, trang bị, thuốc men cũng như là các cái phương tiện vận tải, thông tin liên lạc để đảm bảo thực hiện tốt cái phương châm 4 tại chỗ. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 49 công trình thủy điện, trong đó có 8 công trình thủy điện lớn, còn lại là công trình thủy điện vừa và nhỏ. Hàng năm, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai luôn tích cực kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án thủy điện, tăng cường công tác quản lý, vận hành an toàn hồ đập và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó với thiên tai. Đặc biệt, với những hồ chứa do xây dựng lâu năm có hiện tượng xuống cấp cũng luôn được kiểm tra để gia cố sửa chữa khi mùa mưa lũ đến. Trong cái quá trình mà hàng năm chúng tôi đi kiểm tra là chúng tôi luôn là có cái sự quan trắc trực tiếp, và trong cái trường hợp có xảy ra ủ mối hoặc là có cái xảy ra cái sự mà thấm nứt thì chúng tôi cũng đề nghị là chủ đập là có biện pháp để khắc phục ngay những sự cố đó. Tình hình mưa lũ ngày càng diễn biến bất thường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, dẫn đến nhiều vấn đề liên quan tới an toàn hồ đập của các nhà máy thủy điện. Vì vậy, các ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang siết chặt công tác quản lý, vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà máy thủy điện cũng như vùng hạ du.